Xin chào các anh chị, cư dân Him Lam Phú Đông. Tôi tên là Nguyễn Đức Anh, là sở hữu căn hộ 1009. Khi là thành viên của ban quản trị thì tôi sẽ được theo đuổi cái giá trị mà mình mong muốn, đồng thời là cũng có góp phần bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng và những quyền lợi cơ bản nhất của cư dân mình. Tôi hy vọng rằng với khi mà là thành viên ban quản trị cũng như là với cái sự quan tâm và tin tưởng của anh chị em cư dân ở đây, chúng tôi có thể xây dựng được một ban quản trị minh bạch, mọi việc rõ ràng và cố gắng là tất cả mọi việc sẽ cố gắng lấy theo nhu cầu và số đông của cư dân mình. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi và xin hãy ủng hộ tôi. Xin chào các anh chị em ở trong khu cộng đồng dân cư Him Lam Phú Đông. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh. Hiện nay là tôi đang sống ở căn hộ là 10-16. Tôi thấy là mọi người ở đây rất là thân thiện và cái môi trường sống ở đây như vậy là rất là tốt. Hôm nay tôi mong muốn là ứng cử vào vị trí của ban quản trị để có thể mình duy trì được cái môi trường sống như vậy và cái chất lượng sống như vậy, và có thể là mình sẽ nâng cao, ngày một nâng cao hơn nữa, và có thể là gắn kết một cái cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi. Rất là vinh dự được một số bà con đề cử trong danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ 2019-2023. Đây là một vinh dự lớn lao, và nhận thấy rằng bản thân cũng có một vài kinh nghiệm về luật pháp sẽ hỗ trợ được một phần nào về kiến thức của mình đóng góp cho cộng đồng dân cư có một cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Ngoài ra còn có mục tiêu nữa mà tôi thấy có thể đóng góp thêm, đó là hỗ trợ tuyên truyền pháp luật. Nếu mà được quý cư dân bầu cho tôi trúng cử vào ban quản trị là một cái trách nhiệm và cũng là một cái nghĩa vụ. Xin mong quý bà con ủng hộ. Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Trung Hiếu. Hiện tại tôi đang sống ở căn 2001. Mọi người thường gọi tôi là Ba Hiếu. Mong muốn của tôi khi vào ban quản trị là tôi và các anh em trong ban quản trị cùng góp sức với tất cả cư dân chúng ta để cùng nhau xây dựng nơi chúng ta đang sống là một nơi thật sự đáng sống. Kế hoạch hành động của tôi khi vào ban quản trị là chỉ có một hành động duy nhất, đó là tôi sẽ dành nhiều thời gian nhiều nhất có thể cùng với tập thể các anh em trong ban quản trị, phối hợp cùng tất cả các cư dân chúng ta để xây dựng môi trường sống chúng ta ngày càng văn minh và lành mạnh. Hello, xin chào tất cả quý anh chị em, quý cư dân Him Lam Phú Đông. Mình xin tự giới thiệu, mình tên Hùng. Hiện tại mình đang sinh sống ở căn hộ 12B08. Mục tiêu trong cuộc sống của mình là làm hết sức, chơi hết mình, nghiêm túc trong công việc và thoải mái khi chơi, với mong muốn là góp một tiếng nói nhỏ bé của mình vào cuộc sống của quý cư dân. Thì mình xin ứng cử vào ban quản trị. Kế hoạch hành động của mình khi trở thành ứng viên làm cầu nối để mang đưa tiếng nói của mình, của quý cư dân tới ban quản trị một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và công bằng nhất. Tôi là Nguyễn Hải Lâm, là cư dân của Him Lam Phú Đông. Tôi mong muốn là nếu được trúng cử thì sẽ cố gắng hết mình cùng anh em trao đổi, học hỏi thêm và để cùng đưa cái quyền lợi của cư dân và làm tốt cái công việc chuyên môn của mình. Và một điều nữa là cũng mong muốn tất cả các cư dân và anh em trong gia đình sống như một cái gia đình lớn, thì mình ủng hộ, mình làm một cái việc gì thì cũng rất là mong mỏi mọi người và tất cả cư dân phải ủng hộ mình đó, thì tiếng nói hoặc là mọi cái việc làm của mình thành công được. Xin cảm ơn.